Chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt tại những vùng có dịch để sát cánh cùng các bạn phòng chống và chiến thắng COVID-19 trong điều kiện cho phép và khi các bạn có yêu cầu. Hẳn nhiều người vẫn chưa quên câu nói ấn tượng này của chuyên gia y tế Cuba khi trả lời truyền hình quốc phòng Việt Nam cách đây ít ngày. Ba chuyên gia y tế hàng đầu của Cuba đã hoàn thành cách ly y tế theo quy định và hiện làm việc tại Học viện Quân y. Họ đang rất trông đợi đến quá trình hợp tác sắp tới với Việt Nam và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam ở mức cao nhất. Khu nhà ở chuyên gia của Học viện Quân y, những điều kiện tốt nhất đã được bố trí để ba chuyên gia y tế của Cuba sinh hoạt và làm việc. Đây là lần đầu tiên cả ba người đến Việt Nam. Trong ấn tượng của họ, đất nước Việt Nam anh em không chỉ có lịch sử hào hùng cùng hương vị cà phê rất ngon, mà còn có tình cảm rất đỗi chân thành dành cho họ. Trong chuyến bay hơn 22 tiếng đến Việt Nam, chúng tôi không được tiếp xúc với mọi người. Nhưng khi hạ cánh xuống sân bay, chúng tôi thấy các bạn đã xếp thành một hàng dài chào đón chúng tôi. Tôi thấy rất là vui và cảm thấy xúc động. Chúng tôi rất mong đợi được làm việc với các bạn Việt Nam. Khi nhận nhiệm vụ đến Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự vì với các bạn là một tình cảm rất đặc biệt, một mối quan hệ chí tình, anh em sâu sắc. Khi thực hiện cách ly y tế bắt buộc, họ vẫn thường xuyên trao đổi trực tuyến với quân y Việt Nam về tình hình dịch bệnh. Khi không trao đổi, họ lại làm việc theo nhóm để thảo luận các biện pháp phòng chống COVID-19. Nhiệm vụ của họ là phối hợp, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và vaccine cho Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng rất muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và sẵn sàng vào vùng dịch để sát cánh cùng Việt Nam khi có yêu cầu. Tôi rất hy vọng sự hợp tác sắp tới của chúng ta sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ trong lĩnh vực virus và sinh học phân tử của tôi, mà tôi hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ tất cả những gì chúng ta có được để cùng nhau đóng góp vào tri thức chung của nhân loại và chiến thắng dịch bệnh này. Chiều qua, sau khi kết thúc cách ly y tế theo quy định, đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp với quân y Việt Nam. Tại đây, những bước đầu tiên trong quy trình chuyển giao công nghệ, phối hợp sản xuất thuốc và vaccine giữa Việt Nam và Cuba đã được trao đổi. Trước đó ít ngày, số thuốc và vật tư y tế do Cuba hỗ trợ Việt Nam cũng đã đến quân khu 5 và ngay lập tức được bàn giao cho hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng.